Một chiếc xe tải chở lợn trong quá trình di chuyển đã làm rơi một con lợn nặng hàng chục kg xuống đường. Tình huống bất ngờ khiến người đi đường hoảng sợ. Vụ việc xảy ra tại thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc hồi đầu tháng 2. Trong đoạn clip được đăng tải, thời điểm xảy ra vụ việc tuyến đường đông phương tiện qua lại, bất ngờ một chiếc xe tải chở lợn vừa lên chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình. Một con lợn trên xe đã cố chui ra khỏi thùng phương tiện và rơi xuống đường. Phát hiện tình huống, tài xế chiếc xe có gắn camera hành trình đã tăng tốc đuổi theo để cảnh báo cho người điều khiển. Mặc dù vậy, chiếc xe này vẫn tiếp tục chạy bon bon hàng km trên đường. Chen Binbin, tài xế chiếc xe có gắn camera hành trình cho biết, ngay khi nhận được thông tin, tài xế chiếc xe tải đã dừng phương tiện vây bắt con vật thất lạc. May mắn vụ việc không gây ra sự cố đáng tiếc.